Xin chào tất cả anh em Hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyên mục kèo vàng Và lựa chọn của chuyên mục kèo vàng tuần này là trận đấu giữa Manchester City gặp West Ham diễn ra vào lúc 19h30 tối thứ bảy. Đây là một khung giờ rất đẹp dành cho người hâm mộ châu Á nói chung và người hâm mộ Việt Nam nói riêng Anh em có thể chú ý một điều đó là các cái trận đấu của West Ham ở mùa giải này thì đã có cái số phạt góc thấp hơn hẳn so với mùa trước Hiện nay thì West Ham chỉ đang đứng thứ 17 ở trên bảng xếp hạng về tổng phạt góc ở giải Ngoại hạng Anh. Với bình quân mỗi trận của West Ham chỉ có 9,52 quả phạt góc. Và nếu như nhìn vào cái tổng phạt góc ở trên sân khách thì West Ham là đội có ít phạt góc thứ nhì giải Ngoại hạng Anh mùa này trên sân khách. Mỗi một trận đấu của búa tạ thì chỉ có trung bình là 8,83 quả phạt góc trên sân khách và đây là một con số rất thấp đối với giải đấu như giải Hoàng Anh vì phần lớn các trận đấu đều có kèo tổng phạt góc là từ 10 10 trái trở lên còn đối với Man City thì sau một cái giai đoạn đầu giải Man City có rất nhiều phạt góc thì giai đoạn này Man City đã tụt xuống thứ 14 ở giải Hoàng Anh về tổng phạt góc cái điều này nó đến là một cái lý do rất lớn là phong độ rất ổn định của Man City ở giai đoạn gần đây và chúng ta đều hiểu là với những đội bóng lớn khi mà họ càng chơi hay thì số quả phạt góc sẽ càng thấp đặc biệt là với trường hợp của man city chẳng hạn như họ đã ghi bàn thắng sớm rồi thì họ cũng không nhất thiết phải gây sức ép nhiều và tạo ra nhiều phạt góc trong khi đó thì man city lại là đội mà thiên về kiểm soát bóng cho nên cái việc mà man city không để cho đối phương cầm bóng nhiều thì cũng dẫn đến là man city bị rất là ít phạt góc trong 8 trận chính thức gần đây của Manchester City ở tất cả các giải đấu như là FA Cup, giải hạng Anh cũng như là Champions League thì không có một trận đấu nào nổ tài phạt góc. Và uh, trong 8 trận đấu này thì có 7 trận là về xỉu phạt góc cả trận và uh, duy nhất một trận đấu gặp Everton là đã có một cái kết cục là hòa kèo tài xỉu phạt góc thì hôm đó Man City đã thắng Everton theo tỷ số phạt góc là 10 0 và đúng bằng với uh, tỷ lệ tài xỉu phạt góc ở cái trận đấu đó. Và cái trận gặp uh, Everton mà Man City đã thắng với tỷ số 3-1 đó cũng là cái trận đấu duy nhất uh, trong 8 trận gần đây của Man City đã uh, nổ tài phạt góc hiệp 1 tức là có trận gặp Everton có đến 7 quả phạt góc trong hiệp 1 và tỷ lệ tài xỉu là 4 1/2. Và người hâm mộ thì cũng nên chú ý đến cái trận đấu gần đây nhất của Manchester City ở Champions League hồi giữa tuần khi họ đã đánh bại uh, Monchi Gladbach 2-0 ở lượt đi vòng 1/8. Thì cái trận đấu đó chỉ có đúng duy nhất một quả phạt góc mà thôi. Còn đối với West Ham thì sao? Thời gian gần đây phong độ của West Ham cũng khá tốt và như tôi đã phân tích nhiều lần trước đây thì những cái đội bóng mà đang có phong độ tốt thì thường là họ sẽ không có nhiều phạt góc và đối với trường hợp của West Ham thì khi mà West Ham là đội cửa dưới và được chấp sâu ở trận này thì West Ham được chấp một ba phần tư trái hoặc là có thể hai trái trong 6 trận gần đây ở giải Hoàng Anh mà West Ham được chấp một trái bóng trở lên thì có 4 trận đã về xỉu phạt góc và trong số này thì đã không không có một trận đấu nào nổ tài phạt góc hiệp 1 tức là 5 trận về xỉu góc hiệp 1 và một trận hòa kèo tài xỉu phạt góc trong hiệp 1. Với phong độ cao của Man City ở thời thời gian gần đây thì nhiều khả năng đội quân của huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ không gặp thật nhiều khó khăn để có thể đánh bại được West Ham và đây là lý do khiến cho chuyên mục kèo vàng tuần này lựa chọn xỉu phạt góc hiệp 1 và xỉu phạt góc cả trận trận đấu giữa Man City và West Ham. Xin chào và chúc tất cả anh em may mắn.